Bản tin sáng ngày 31 tháng 10. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin sáng ngày 31 tháng 10. Và sau đây, chúng ta cùng điểm qua những nội dung chính được phát trong bản tin ngày hôm nay. Tin Việt Nam. Hà Tĩnh lốc xoáy làm tốc mái 29 nhà dân trong 1 phút. Tại Nghệ An, trổ ngói trong đêm cứu người dân. Cập nhật thông tin vụ việc 26 thuyền viên mất tích tại Bình Định. Giải cứu công nhân mắc kẹt tại thủy điện Đắc Mi 2. Tin thế giới. Trung Quốc chia sẻ dữ liệu nước với vùng Mekong từ ngày 1 tháng 11. Tổng thống Macron tuyên bố Pháp bị tấn công, lệnh quân đội bảo vệ nhà thờ và trường học. Nguy cơ đại dịch mới từ những virus vô danh. Mặt trăng xanh sẽ xuất hiện đêm nay đúng dịp lễ Halloween. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tại Việt Nam. Mở đầu phần điểm tin trong nước, chúng ta sẽ cập nhật tình hình mưa lũ tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại Hà Tĩnh, trận lốc xoáy làm tốc mái 29 nhà dân trong chưa đầy 1 phút. Theo báo Người Lao Động, trận lốc xoáy xảy ra vào sáng ngày 30 tháng 10 trên địa bàn thôn Yên Điềm, xã Tịnh Lộc, huyện Lộc Hà diễn ra khoảng chưa đầy 1 phút, đã làm tốc mái 29 nhà dân và nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 và không khí lạnh, tại nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa lớn gây ngập úng trở lại. Tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nước tại khe Bình Lạng dâng cao và chảy xiết làm nhiều hộ gia đình sống ở hai bên khe này bị ngập nặng và kéo sập nhà dân. Nhiều trường học tại Hà Tĩnh và Nghệ An đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Tại Nghệ An, nước lũ dâng nhanh chỉ trong vài giờ đồng hồ ngày 29 tháng 10 làm nhiều hộ dân xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương không kịp trở tay. Các thuyền cứu hộ rọi đèn, trổ mái ngói đến từng nhà để cứu người dân và đưa đi sơ tán. Hiện nước lũ đang rút dần nhưng toàn xã vẫn đang bị cô lập với bên ngoài. Liên quan đến vụ việc 26 thuyền viên mất tích tại Bình Định, đến tối ngày 30 tháng 10, 3 trong số 26 thuyền viên trên tàu BD97469TS đã được cứu sống sau 48 giờ ôm cúp tre vận lộn với sóng gió, quăng quật và ngâm mình trên biển chờ cứu. Đa số thuyền viên là họ hàng cùng sống tại xã Hoài Hải gần biển. Tin về 3 thuyền viên được cứu sống là tin vui quá lớn, nhưng mất mát phía trước với các gia đình còn lớn hơn. Không ai vui, không ai mừng và ai cũng thấp thỏm hy vọng. Tiếp tục với công cuộc giải cứu công nhân thủy điện mắc kẹt tại thủy điện Đắc Mi 2. Theo VN Express, ngày 30 tháng 10, lực lượng chức năng đang tiếp cận nhà máy thủy điện Đắc Mi 2 bắc hai dòng dọc để đưa các công nhân ra ngoài. Trao đổi với báo Lao Động, ông Lê Xuân Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Arita, Quảng Nam, đơn vị thi công thủy điện Đắc Mi 2, chỉ thông tin ngắn gọn. Hiện tất cả các công nhân đều an toàn. Kết thúc phần tin trong nước, mời quý vị chuyển sang phần tin quốc tế. Từ ngày 1 tháng 11, Trung Quốc sẽ chia sẻ dữ liệu thủy văn của sông Lan Thương cho Ủy hội sông Mekong và 5 nước hạ nguồn, trong đó có Việt Nam. Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cho biết trong thông cáo hôm ngày 30 tháng 10 rằng Trung Quốc sẽ cung cấp thông tin về mực nước và lượng mưa tại hai trạm thủy văn Doãn Cảnh Hồng và Mãn An, mỗi ngày 2 lần vào sáng và tối. Kế hoạch được thực hiện sau khi Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố trong hội nghị trực tuyến lãnh đạo cấp cao hợp tác Lan Thương – Mekong lần thứ 3 ngày 24 tháng 8. Lan Thương là tên gọi của sông Mekong ở địa phận Trung Quốc, có tổng chiều dài khoảng 4.350 km, bắt nguồn từ Trung Quốc. Đây được coi là một trong những huyết mạch của Đông Nam Á, bảo đảm sinh kế cho gần 200 triệu người trong ngành nông nghiệp và thủy sản. Trung Quốc đang vận hành 11 đập thủy điện, được cho là giữ lại 47 tỷ mét khối nước của sông Mekong. MIC và các nước thành viên nhiều lần kêu gọi nước này phải chia sẻ thông tin về dòng chảy của Lan Thương và quy trình hoạt động của các đập thủy điện trên thượng nguồn Mekong. Tuy nhiên, không phải lúc nào Trung Quốc cũng thiện chí đáp lời. Tiếp theo là thông tin từ châu Âu. Tổng thống Macron tuyên bố Pháp bị tấn công, lệnh quân đội bảo vệ nhà thờ và trường học. Ông khẳng định vụ tấn công dao khiến 3 người thiệt mạng ở Nice ngày 29 tháng 10 do một kẻ khủng bố Hồi giáo gây ra và tuyên bố nước Pháp đang bị tấn công. Những lời trên được Tổng thống Macron đưa ra khi ông tới thăm thành phố Nice sau vụ 2 người bị sát hại bên trong một nhà thờ Công giáo ở địa phương. Nạn nhân thứ 3 trốn được nhưng sau đó không qua khỏi vì những vết thương quá nặng. Nghi phạm bị cảnh sát bắn bị thương và đã được đưa vào bệnh viện.
Theo hãng tin Nga RT, Tổng thống Macron thăm Nai ngay sau đó và cam kết sẽ triển khai thêm hàng nghìn binh lính Pháp bảo vệ những địa điểm quan trọng của thành phố, trong đó có các nhà thờ và trường học. Ông nói, chúng tôi nhất trí tăng cường cảnh giác trên khắp nước Pháp để ứng phó với mối đe dọa khủng bố. Tôi đã quyết định binh sĩ của chúng ta sẽ được huy động trong những giờ tới và chúng tôi sẽ triển khai trong khuôn khổ hoạt động canh gác từ 3.000 đến 7.000 lính trên địa bàn. Các nhà chức trách Pháp cho biết họ đã triệt phá nhiều âm mưu tấn công ở Avion, Lyon và Sartreville ít giờ sau những gì xảy ra ở Nai. Vâng, thưa quý vị, trong khi thế giới đang ngổn ngang vì những xung đột không dứt và đại dịch virus Vũ Hán, thì chúng ta vẫn có nguy cơ bị tấn công bởi đại dịch mới từ những virus vô danh khác. Hầu hết, những đợt bùng phát dịch lớn trong hơn 100 năm qua đều do hoạt động của con người thúc đẩy dẫn tới sự suy thoái tự nhiên. Trong một báo cáo lớn hôm qua do Liên Hợp Quốc tài trợ, các chuyên gia nhấn mạnh nguy cơ bùng phát ngày càng cao có nghĩa là thế giới đang trong kỷ nguyên của đại dịch. Báo cáo ước tính có khoảng 1,7 triệu loại virus chưa được biết đến đang tồn tại trên động vật có vú và các loại chim, trong đó có tới 850.000 loại có khả năng lây nhiễm sang người. Tiến sĩ Peter Daszak, Chủ tịch Tổ chức Sức khỏe Sinh thái EcoHealth Alliance, chia sẻ cách chúng ta sử dụng đất, mở rộng và thâm canh nông nghiệp, sản xuất, buôn bán và tiêu dùng không bền vững đang làm gián đoạn thiên nhiên và gia tăng sự tiếp xúc giữa động vật hoang dã mang mầm bệnh với con người. Đây là con đường dẫn đến đại dịch. Mặc dù vậy, nguy cơ này có thể được giảm đáng kể nếu thiết lập các khu bảo tồn tự nhiên và hạn chế các khai thác không bền vững ở những khu vực đa dạng sinh học cao. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh chi phí thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch như vậy chỉ bằng 1 phần 100 so với các biện pháp ứng phó như phát triển vaccine hay cách ly. Kết thúc bản tin sáng hôm nay, mời quý vị đến với hiện tượng thiên nhiên độc đáo. Mặt trăng xanh sẽ xuất hiện đêm nay đúng dịp lễ Halloween. Đây là hiện tượng trăng tròn lần thứ hai trong một tháng dương lịch. Trước đó, lần trăng tròn đầu tiên diễn ra vào khoảng từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10. Trăng xanh xuất hiện vào đêm Halloween năm nay là sự kiện hiếm hoi kể từ sau Thế chiến II. Theo ước tính, cảnh tượng này xảy ra trung bình 2,5 năm một lần, nhưng phải mất đến 19 năm để có thể trùng khớp với Halloween. Hình ảnh trăng tròn được dùng để trang trí vào mỗi dịp lễ Halloween đã khiến chúng ta lầm tưởng điều này là sự thật. Nhưng trên thực tế, lần trăng tròn cuối cùng rơi vào Halloween mà được cả thế giới nhìn thấy là vào năm 1944. Năm 1955, trăng tròn Halloween một lần nữa xuất hiện ở nhiều khu vực. Người dân trên khắp châu Mỹ, châu Phi, toàn bộ châu Âu và phần lớn châu Á sẽ có thể nhìn thấy hiện tượng này. Nếu bỏ qua đợt trăng xanh trùng khớp với Halloween năm nay, chúng ta phải đợi đến năm 2039 để được nhìn thấy lần nữa. Mọi người cũng cần lưu ý rằng, mặc dù có tên gọi là trăng xanh, nhưng mặt trăng không bị đổi màu, màu sắc của trăng sẽ tùy vào điều kiện thời tiết. Vâng, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh Khỏe Tự Nhiên. Biên tập viên Hải Âu kính chúc quý vị một ngày mới cuối tuần thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình người thân. Và chúng ta hãy cùng cầu mong sự bình an và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người dân miền Trung trong mùa mưa lũ này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.